hiện chương trình dấu ấn khi mà tập với nhau á, thì Trường rất là vui bởi vì gặp gỡ bạn bè và tập với nhau rất là tình cảm. Trong suốt quá trình đó thì Trường nhớ là báo chí, các anh chị bên truyền thông đã góp ý rất là nhiều để mà giúp đưa tin cho chương trình dấu ấn. Rồi có một hôm là Trường làm cái tổ chức họp, thì hôm đó là có một người bạn, một nữ ca sĩ, một khách mời của Trường, nhưng cô ấy lại không có mặt. Rồi không biết tại sao lại có thông tin là Trường với cô ấy đang rạn nứt. Nè. Hả? Trời, chân. Ê áo đi. Cái gì đây? Đúng là chân phải đi ngõ kia mà sao đi ngõ này vậy? Đi ngõ này cho lạ. Rồi. Sao nhìn chanh giống bé gà quá vậy? Có mượn đồ gà. Cái này là mẹ, con thì giống mẹ, cái này là mẹ giống con đúng không ạ? À, mà sao này mặc đồ nhìn thấy nhí nhảnh, thấy khác hẳn bình thường. Cho nó phù hợp với cái xe này nè, trời ơi. Cho phù hợp với xe này. Chuẩn bị một cái đầm kim sa để ra cho đẹp. Cái ban tổ chức nó không chỉ có cái xe màu hồng với màu tím, giờ mặc cái đầm nó sao mà ra được. Thôi quyết định mượt đồ con gái ra đây hết. Vậy quý vị có thấy không ạ? Chanh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đầy sự bất ngờ và luôn tạo cho chúng ta một sự rất là bất ngờ. Trường còn bất ngờ giúp mình, chứ nó là Trường. Nhưng mà cái chung quy là tụi mình chơi với nhau từ bé, cách đây hơn 20 năm rồi. Không có cách gì mà cái cục đá, cục gì mà nó làm rạn nứt được tình cảm của chúng mình. Đúng không? Đúng rồi ạ. Nhưng khi mà người ngoài không biết thôi đúng không ạ? Người ngoài có biết chứ đúng ra chúng ta bên trong cuộc chúng ta biết là... Cho nên là hôm nay Trường sẽ là như vậy, Chanh sẽ như vậy để... Cái này là sao đây? Thay cái áo này ra đi, Chanh mới mua cho Trường á. Cái này gọi là... Ta thương bạn, ta đầu tư cho bạn làm live show. Cái này là chơi sọp đúng không ạ? Chơi sọp. Thì đứng đây xin phép đứng đây được. Bên trong có cái áo sơ mi. Cởi ra ngoài không sao ạ. Sao cái này chân rành quá vậy? Đó, nhanh tay lên. Sóng truyền hình trực tiếp mà. Đó. Rồi, cho chúng nói chuyện đi ạ. Hôm nay Phương Thanh với Lam Trường sẽ có một khoảng thời gian rất là dài. Ngày xưa nói là lầm lỗi xưa đó, anh đã ngu như một đứa con nít. Thì hôm nay Phương Thanh sẽ quanh lại với cái tuổi thơ của mình, của Lâm Trường, cũng một thời gian hơn 20 năm tình bạn. Hôm nay hát cũng có những lúc mà Trường yêu Chanh từ lúc nhỏ nhưng lớn lấy người khác. Lầm lỡ xưa đó anh đã trốn ngu như một tên con đi, đã ham chút vui, đã quên mất em chờ đợi. Anh lao vào cuộc vui quên mất lối, quên em chờ đợi trong đêm nhức nhớ, khiến cho trái tim của em dần mất tiếng yêu. Từ phút giây đó em đã sống mang trong lòng đầy ghen tương. Ghen lắm luôn à. Mắt em tan trong, môi em đã tan nụ cười, tim em chỉ còn ghen tương lấp lối. Không gian ngập đầy chua cay tức tối, lỗi anh lỗi em chúng ta đã xin. Sao em mang mãi những đau thương của quá khứ, khiến bao lỗi lầm vẫn cứ sống trong giây phút này đây. Xin thứ tha cho con tim anh đã
lầm lỡ xưa đó anh đã trốn ngu như một tên con mi, đã ham chút vui đã quên mất em chờ đợi anh lao vào cuộc vui quên mất lối, quên em chờ đợi trong đêm nhức nhối khiến cho trái tim của em rất mất tin yêu. Từ phút giây ấy em đã sống mang trong lòng đầy ghen tương, mắt em hết trong môi em đã tan nụ cười, tim em chỉ còn ghen tương lấp lối, không gian ngập đầy chua cay tức tối, lỗi em lỗi anh chúng ta đã mất. Trong giây phút này đây tha lỗi em, tha lỗi ai, tha lỗi nhau yêu đuối con người. Anh vẫn yêu em, xin thứ tha cho con tim anh chọn đi hoang một đời. Lòng anh luôn hối lỗi đã hát vui một khoảnh khắc khiến em u sầu nỗi mất gió tan mong giá thiên đường. Tại sao em mang mãi những đau thương của quá khứ khiến bao lỗi lầm vẫn cứ sống trong giây phút này đây. Tha lỗi ai, em tha lỗi cho anh, tha lỗi nhau yêu đuối con người. Xin từ ta lại em vẫn yêu ai, cho con tim em đã chọn đi hoang một lần. Vô cùng bất ngờ thưa quý vị, ở bên cạnh tôi lúc này là hai ngôi sao hàng đầu của nhạc trẻ Việt Nam một thời. Và đến bây giờ các bạn thấy không? Đây là ngôi sao hàng đầu của họ đứng bên cạnh nhau và vẫn say đắm như mười mấy năm vẫn hát cùng nhau. Phương Thanh thân mến, lần này là lần thứ 3 xuất hiện ở Dấu Ấn rồi. Kỷ lục đấy. Và lần nào cũng bất ngờ. Vậy nếu có lần sau nữa thì bất ngờ đến cỡ nào nhỉ? Phương Thanh nghĩ là bất ngờ nhất là Dấu Ấn còn mấy show nữa? Còn nhiều lắm. Còn khoảng 10 show nữa thì show nào Phương Thanh cũng là khách mời thì đó mới là Dấu Ấn ạ. Phương Thanh rất là vui khi mà các ca sĩ khi làm show và ban tổ chức toàn nhớ tới Phương Thanh là khách mời, bởi vì Phương Thanh quậy đi vui. Ngày hôm nay hai người đứng ở đây, Phương Thanh có nhớ lại cái ngày xưa đó, cái ngày xưa xưa cũng xưa xưa lắm, nhưng mà hai người cùng dắt tay nhau lên đến đỉnh cao nhất của nhạc trẻ Việt Nam khi đó, cảm xúc khi đó với bây giờ khác nhau nhiều không? Chị thấy rằng cảm xúc khi đó và bây giờ thì ít nhiều gì cũng có sự khác nhau rất là nhiều. Ngày đó còn rất là mới mẻ và Trường và Chanh cũng rất là những tân binh và lúc nào cũng có những cái hồi hộp khi đứng trên sân khấu. Thật ra thì bây giờ thì vẫn hồi hộp, nhưng mà có lẽ là tất cả những cái sự hồi hộp đó mình biến nó thành cái sức mạnh để mình hát tốt hơn, hát hăng say hơn trên sân khấu. Và một điều rất là vui là bởi vì âm nhạc là một cái gì đó rất là đặc biệt mà cho tới ngày hôm nay Trường Vĩ Thanh vẫn không thể nào thoát nổi được cái sự quyến rũ của âm nhạc. Cái niềm đam mê của Trường và Chanh vẫn dành cho âm nhạc vẫn đầy ấp như ngày nào. Nhất là khi hát cùng với một người mà biến hóa kinh khủng như Phương Thanh. Trường là sợ Chanh lắm. Mỗi lần mà Chanh xuất hiện là Trường hồi hộp. Đủ Phương cho Thanh, Phương Thanh nghĩ là thời gian thì là quá lâu. Và nghệ sĩ mỗi một ngày hát đều mong được khán giả đông và vỗ tay thật là nhiều. Những gương mặt, những nụ cười rất là phấn khởi.
Tới bây giờ, tới ngày hôm nay là gần 20 năm Phương Thanh với Lam Trường cùng song hành trên sân khấu và đứng tại đây, thấy quý vị vẫn đông như ngày nào, vẫn vui như ngày nào, vẫn phấn khởi và vẫn ủng hộ cho Lam Trường và Phương Thanh. Cái đó là đỉnh cao rồi ạ. Và Phương Thanh với Lam Trường sẽ cố gắng giữ cái đỉnh cao đó. Xin cảm ơn quý vị thật nhiều. Vâng, xin phải đón màn trình diễn rất đặc biệt. Xin cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa nãy tôi có nhắc đến chữ làn sóng xanh. Và khi nhắc đến cái là rất nhiều bạn vỗ tay và la hét rất là to. Ở đây nhiều người chúng ta còn nhớ giai đoạn đẹp đẽ đó, khi Phương Thanh, Lam Trường cũng rất nhiều các ca sĩ khác đã làm nên một thời nhạc trẻ Việt Nam rất là tươi đẹp. Mà thời đó thì không có internet phổ biến như bây giờ để có thể nghe nhạc dễ dàng, nhưng mà có thể nghe nhạc của Phương Thanh, của Lam Trường ở khắp nơi để thấy được ảnh hưởng lớn của họ như thế nào. Và bây giờ những dấu ấn lớn của Lam Trường ở làn sóng xanh sẽ được tái hiện trên sân khấu dấu ấn này theo một cách rất khác thường. Lam Trường đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ. Xin chào quý vị. Cảm ơn chàng rất là nhiều nha. Chúc xin đi ăn.